Mọi người ơi, có ai đi ngang quốc lộ 53 ủng hộ em gái mình mới. Em gái mình mới khai trương gọi đầu massage 20.000, à có giường nằm đầy đủ luôn đó, có quạt nữa. Đăng tiệm gội đầu của em gái mới mở, dân mạng xem xong vừa thấy thương vừa thắc mắc. Mới đây một cô gái đã đăng tải một đoạn clip giới thiệu về một tiệm gội đầu massage cây nhà lá vườn, giá cả bình dân với trang thiết bị hết sức đơn sơ nhưng khá đầy đủ, không thiếu thứ gì từ giường, gối, quạt điện, ghế chờ. Nhờ sự cố gắng sắm sửa mọi thứ cho tươm tất có thể trong khả năng, cùng với thái độ phục vụ tận tình và sự thật thà của mình, cô gái đã nhanh chóng lấy được cảm tình của bà con xung quanh cũng như cộng đồng mạng. Quá thương hai mẹ con này luôn. Trời ơi, mẹ mới gọi đầu cho con xong mát quá à. Má không con? Trời ơi, rồi sáng giờ có khách nào chưa? Có khách nào chưa? Trời ơi, có mình con hả? Tội nghiệp quá, hai mẹ con. Còn thằng con trai Út nữa, đang ngủ ở nhà. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã có nhiều lời chia sẻ động viên trước hoàn cảnh và nỗ lực của cô em gái. Một vài người cũng đã hỏi thăm địa chỉ, ngỏ ý muốn giúp đỡ cô gái dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số chia sẻ khác được cộng đồng mạng để lại: dễ thương quá, mộc mạc đơn sơ nhưng rất đáng quý. Tự đứng trên đôi chân, tự tay làm ra đồng tiền chân chính. Nếu có duyên đi ngang, lúc đó sẽ ủng hộ, chúc cô chủ ăn nên làm ra. Do chưa đủ kinh tế nên dựng tạm tiệm gội đầu như thế. Chỉ cần cô chủ tiếp đón khách một cách nhiệt tình thì sẽ sớm được mọi người ủng hộ, rồi nâng cấp quán lên sau cũng không muộn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.